Mụn, mụn, mụn bọn em lên hết mụn rồi. Mụn à, không phải lo, đã có đi cây lo. Quy trình của buổi chăm sóc da Goin Plus sẽ là làm sạch này, phục hồi và sau đó là tái tạo lại da. Với mỗi khách hàng có một nền da khác nhau thì sau những bước làm sạch như là tẩy trang này, xông hơi này, hút dầu thừa này, nặn những cái phần mụn cám cho khách hàng thì các bạn kỹ thuật viên sẽ kết nối với chuyên gia da liễu và từ đấy thì chuyên gia sẽ đưa ra cái phác đồ cũng như là cái sự chỉ định để điều trị cho nền da của khách hàng nhé. Sau khi phục hồi cũng như là tái tạo da thì sẽ đến với bước là cấp ẩm sâu đa tầng. Như mọi người có thể thấy thì đây đang là bước điện di tinh chất tế bào gốc. Da chị bình thường khô lắm, làm xong thì da kiểu mướt bóng luôn ấy. Vừa rồi thì hai bọn mình có vừa trải qua 90 phút thực hiện chăm sóc da Goin Plus và da như mọi người có thể thấy là đã cải thiện được tầm 70-80%, căng bóng hơn rất là nhiều rồi. Nếu như những bạn nào đang gặp những vấn đề về da sau những cái dịp Tết xong chơi thì mình hãy đến với DK Clinic để có thể được chuyên gia tư vấn cũng như là thăm khám cho mình nhé. Nhanh tự nhiên, tôi chọn DK Beauty. Nhắn tin ngay hoặc để lại số di động để được hỗ trợ nhanh nhất từ đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu DK Beauty.